Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền diện tích bề ngang 6, chiều dài 20, thì pháp lý là cây lâu năm. Giá dao động khoảng 580, sở hữu ngay. Thì đường trước đất là đường hiện thời là 3 mét đổ đá bụi. Cách lộ ô tô khoảng chừng 400 mét. Đường này đường nhân sinh, cặp theo con gạch ha. Thì có con gạch ở phía trước đất. Đất thì quay về hướng bắc. Ở đây thì thuộc của gạch phố đường Đinh Công Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng chừng 4 km là tới Đại học Y Dược. Thì cách đây, cách ra đường Nguyễn Nhân Linh cầu Bình Thủy 3 thì tầm khoảng một cây hai số, thì một ký mới hơn 1 km chút xíu thì tới đường Nguyễn Nhân Linh. Thì từ đường Nguyễn Nhân Linh ra ngoài thì khoảng 2 cây mấy 3 cây số là tới Đại học Y Dược. Thì vị trí nền thì xây cuốn lên gõ gạn chân ha. Ở khu vực này, ở đây có một nền thì diện tích bề ngang 6, chiều dài 20 thì nó cũng bằng theo cái mí nhà bên đây ha. Đó. 6 dài 20. Ở đây có thể đăng ký lên thổ cư được nha. Đường này đường có vẽ trên giấy luôn, đường cặp theo sông gạch. Đó. Có mặt tiền sông luôn ha. Thì hướng này sẽ đi vô cuối con đường, ở trong thì nó mới bắt cái cầu 4 mét mới chát luôn, thì đường này cũng đang chuẩn bị nâng cấp lên. Lộ 4 mét ha. Thì cách lộ ô tô thì khoảng chừng 300-400 mét. Thì bán kính trong vòng 1 km là cũng đầy đủ tiện ích hết. Thì nền quay về hướng bắc thì quay quanh đây, hướng này. Thì ở đây ganh góc cũng rất là rõ ràng, xây cuốn rồi cắm trụ rõ ràng chân. Đó, đây thì có nền xây cuốn rồi chân nè. Đó, xây cuốn thẳng vô tới trong đó, tới mấy nhà sau, tới mấy cây sầu riêng đó ha. Ngang 6 dài 20, pháp lý cây lâu năm. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái nền này thì đến coi thực tế, khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Ở đây thì về điện đài thì nó có sẵn hết chân nè. Đó, điện cao thế ba pha cũng có luôn. Nó có cắm cột đi theo con gạch này tới đây, nó hạ thế xuống ngay chỗ cái này ha. Thì từ vị trí nền này sẽ chạy ra đường cầu Nguyễn Nhân Linh, cầu Bình Thủy 3, đường Nguyễn Nhân Linh ha, cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái đường luôn. Thì tráng bê tông thì cũng gần tới đoạn này ha, cách chừng 200-300 mét là tới đường bê tông rồi. Đường xe 4 bánh về tới cách đây 200-300 mét. Đây thì đường này hiện thời thì nó khoảng 2 mét đổ đá bụi. Rồi để từ vị trí này sẽ chạy ra cái đường Nguyễn Nhân Linh cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì diện tích bề ngang 6, chiều dài 20. Thì pháp lý cây lâu năm, giá 580 triệu, giá còn thương lượng nhẹ ha. Nhà cửa khu vực này rất đông đúc luôn. Thì quay về hướng bắc. Bán kính trong vòng 1 km là đầy đủ tiện ích. Thì vị trí nền sẽ chạy ra phía ngoài cầu Bình Thủy 3 cho quý cô chú anh chị em xem tham khảo con đường đi. Dạ, ở đây thì nhà cửa tạm biệt chứ. Xi măng thì cách nền chừng 100 mét à. Đoạn này xe tải nhỏ chạy vô cũng lọt nha, vừa lọt luôn. Là gạch phố đường Đinh Công Chánh.
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Giá chỉ 580 mà còn thương lượng nhẹ gì các nhà cũng được liền luôn, khỏi lên xin giấy phép xây dựng, khỏi lên thổ cư thì xây dựng cũng được luôn đó. Ở đây trong đây có cái nền, có căn nhà cấp 4 luôn, giá 750 mét, cây lâu năm. Đường này là bắt đầu ô tô chạy thoải mái luôn rồi, thấy không? Xe tải, xe ô tô chạy được vô tới tận trong đây à. Có xe tải tấn 25 chạy vô luôn, không gần trường học đồ này kia thì bán kính trong vòng km để đổ tiện ích. Đây là tới đường Đinh Công Chánh ha. Phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, gạch phố ha. Từ đây sẽ chạy ra ra tới đầu gạch phố là thấy cái cầu Nguyễn Văn Linh rồi ha. Cầu Nguyễn Linh Thủy Ba. Quý cô chú anh chị em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu đất nền hay nhà ở tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì mình đã nghe những chung đăng ký và những chung thông báo đồ ha, sẽ có những video mới gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo nha. Số điện thoại 0396 40 0040.